Cô muốn tìm chỗ để hàng phải không? Kia kìa. Ở kia kìa. Mắc lừa rồi, mắc lừa rồi. Ở đây làm gì có nam phiến, đều là tôi lừa cô đấy. Thơm quá. Mọi người đến đây mà xem này. Mau đến đây mà xem. Cảnh sát tiêu ngã vào thùng rượu rồi. Mau đến xem đi, Mộc Hiểu Anh. Cô quá đáng lắm. Nào nào, đuổi theo tôi đi. Đuổi đi. Lại đây. Mộc Hiểu Anh, đừng có chạy. Nào, đuổi theo đi. Lại đây, nhanh lên. Làm cái gì thế? Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút. Chuyện của con gái nhà họ Mộc, phát sóng 22h40, thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên VTV3.